Xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang có mặt tại đường lớn 22m của khu dân cư Kiều Đàm. Và hôm nay Phước Sửu sẽ đưa quý anh chị đi xem một cái lô đất rất là đẹp tại khu dân cư Kiều Đàm. Thì nói đến khu dân cư Kiều Đàm là một vị trí rất là đẹp, gọi là đầu của cửa ngõ của quận 7. Từ cái khu dân cư Him Lam, mình theo ta phía tây của Phước Sửu là mình đi qua khu dân cư Kiều Đàm, thì vào con đường 20m và bắt đầu vào khu dân cư Kiều Đàm. Thì trong khu dân cư Kiều Đàm này rất là nhiều sản phẩm đẹp và pháp lý sổ hồng đầy đủ. Thì hôm nay Phước Sửu giới thiệu cho quý anh chị một lô đất rất là đẹp tại khu dân cư Kiều Đàm. Lô đất 5x18, một nằm trên một con hẻm rất là đẹp nha quý anh chị. Con hẻm này là con hẻm rộng nhất tại khu dân cư Kiều Đàm. Lô đất 5x18 có thổ cư là 100%. Và vị trí của lô đất này rất là đẹp, nó chỉ kế cận căn gốc rất là gần. Và điều đặc biệt là căn gốc này, lô đất này cách đường lớn khu dân cư Kiều Đàm tầm khoảng hơn 100m thôi. Hướng của lô đất là hướng đông nam. Đường phía trước nhà như mọi người thấy thì rất là rộng. Và điều đặc biệt lô đất này xung quanh đã xây dựng nhà ở rất là nhiều. Lô đất này thì rất là tiện lợi cho quý anh chị khi mà quý anh chị sở hữu xây dựng văn phòng, tòa nhà, mình có thể xây căn hộ dịch vụ. Và điều đặc biệt biệt là cái lô đất này á, là có phong thủy rất là tốt. Với một cái vị trí cực kỳ đẹp như vậy, nhưng mà do gia chủ kẹt tiền nên cần bán gấp, quý anh chị inbox cho Phước Sửu để Phước Sửu gửi cho quý anh chị thông tin đầy đủ sổ hồng của lô đất và chi tiết đầy đủ về cái giấy phép xây dựng của lô đất. Rồi bây giờ Phước Sửu cùng với mọi người bay play cam để cảm nhận được cái vị trí của lô đất và khu dân cư Kiều Đàm kết nối và những tiện ích đồng bộ như thế nào. Có phải là cửa ngõ đầu tiên của quận 7 như Phước Sửu nói hay không nha? Khu dân cư Kiều Đàm được biết đến là một khu dân cư có đường bàn cờ 7m và xe hơi ra vào đánh nhau thoải mái. Khu an ninh kín đáo và được khép kín, có bảo vệ 24/24. Khu dân cư Kiều Đàm còn là một cửa ngõ của rất là nhiều cái tiện ích, tiện lợi xung quanh. Đặc biệt của khu dân cư Kiều Đàm như quý anh chị thấy là có một cái bách hóa xanh nằm ngay mặt tiền đường chính 20m. Khu dân cư Kiều Đàm tập trung rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng, người mẫu chọn làm nơi an cư và lạc nghiệp. Khu dân cư Kiều Đàm có rất là nhiều tiện ích xung quanh, như quý anh chị điểm qua cho quý anh chị đó là chợ Tân Hưng nè, và nằm sát siêu thị Lotte Max. Chỉ 1km là đến siêu thị Vivo City, cách trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Nguyễn Thất Thành, Đại học Tài chính Marketing và trường quốc tế Vista khoảng chưa tới 500m. Và có một cái trường Vista quốc tế 123 nằm sát khu dân cư này luôn. Khu dân cư có một cái địa thế vị trí long mạch cực kỳ là tốt luôn, được ví như là một cái con rồng của đầu điểm đầu quận 7. Khu dân cư Kiều Đàm là khu có đền Quan Thánh nè, và có một cái chùa Kiều Đàm ở giữa rất là đẹp. Đầu khu dân cư là đền Quan Thánh. Khu dân cư Kiều Đàm có hai mặt giáp sông sát với cầu Kênh Tẻ và cầu Him Lam, do đó rất là thuận lợi trong việc di chuyển qua lại giữa tất cả các quận như quận 1, quận 4, quận 8, Nhà Bè và Bình Chánh. Điều quan trọng hơn nữa là khu dân cư này kế cận tất cả những cái bệnh viện lớn và uy tín như Bệnh viện Tân Hưng, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Pháp Việt, Bệnh viện quận 7. Do đó không cần lo lắng về sức khỏe của mình. Ngoài những tiện ích nêu trên, khu dân cư Kiều Đàm còn có rất là nhiều cây xanh và có nhiều cái tiện ích tập thể dục và đi bộ, hít vào không khí trong lành vào buổi sáng. Có một cái bờ kênh trần xinh soạn và một cái dòng sông có cầu Kiều Đàm, nên nhiệt độ đây luôn được điều hòa và không khí thoáng mát. Đây còn là nơi phù hợp với việc định cư lâu dài và phát triển cho nhiều gia đình nếu bạn đang có nhu cầu, do gia chủ kẹt tiền cần bán gấp. Quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Quý anh chị có dự định mua đất, hãy đưa cái nhu cầu của anh chị cho đội ngũ chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm những sản phẩm cực kỳ ưu thích cho quý anh chị để chọn thành một nơi an cư lâu dài và định cư sinh lời.
quý anh chị cần chuyển nhượng lại những sản phẩm ở các tất cả các quận trong trong cả nước thì quý anh chị cũng gửi thông tin cho Phước Sửu nhé. Chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.